Và chúng ta cứ tưởng rằng ai cũng ăn thịt. Vì có người bảo chúng ta rằng loài người vốn là loài ăn thịt, rằng chúng ta là động vật ăn tạp, do vậy chúng ta ăn thịt và chúng ta cần phải tiếp tục ăn thịt. Nhưng bạn có biết rằng cơ thể con người thực ra có 100% cấu trúc của một loài động vật ăn cỏ không? Chúng ta là loài ăn thực vật. Ruột của chúng ta có chiều dài từ 7 đến 13 lần chiều dài thân trên của chúng ta. Đó cũng là tỷ lệ chiều dài ruột của tất cả các động vật ăn cỏ trên hành tinh này. Ruột chúng ta rất dài. Nhưng chiều dài ruột của một loài động vật ăn thịt thực sự, linh cẩu, chó sói, gấu, cọp và sư tử, chỉ khoảng 3 đến 6 lần chiều dài thân của chúng. Chúng có đường ruột ngắn để có thể nhanh chóng thải ra các loại thịt đang phân hủy và thối rữa trong ruột. Protein động vật, cholesterol, chất béo chuyển hóa, axit béo bão hòa. Đó là lý do tại sao các loài động vật ăn thịt thực sự không bao giờ, tôi sẽ lặp lại, không bao giờ bị tắc nghẽn động mạch. Bạn hãy tìm một đứa trẻ 2 tuổi, đặt nó vào trong củi. Sau đó bỏ 2 thứ vào củi với nó, một con thỏ sống và một quả táo. Nếu đứa trẻ ăn con thỏ và chơi với quả táo, bạn hãy gửi email báo cho tôi biết. Vì nếu điều đó xảy ra, tôi sẽ quay lại đây và mua cho mỗi người trong căn phòng này một chiếc xe hơi luôn, Benzet và Beamer, nội thất da lộn luôn. Không những thế, nếu điều đó xảy ra, lần sau khi tới Short Test, tôi sẽ ăn một chiếc sandwich kẹp bít tết trước mặt tất cả mọi người. Sau đó tôi sẽ ăn thêm một cái xúc xích kẹp bánh mì rút sốt ớt, và tiếp theo là một thùng kem và một túi thịt bò khô. Tôi sẽ lấy thịt bò khô nhúng vào kem mà ăn. Bây giờ tôi sẽ không nín thở chờ ngày thực hiện những lời hứa này. Không phải là tôi sẽ không giữ lời, tôi là một người coi trọng chữ tín, nhưng những việc này không thể và sẽ không bao giờ xảy ra. Vì loài người không hề có bản năng săn mồi và ăn thịt. Không hề có bản năng ăn tạp. Từ khi chúng ta sinh ra, lúc còn nhỏ cũng như lúc đang phát triển, tất cả chúng ta sinh ra đều là những người thuần chay. Mùi vị của thịt, phô mát, sữa và trứng là sở thích sau này chúng ta có do thói quen, sau khi chúng ta bị buộc phải ăn những thứ đó trong suốt thời thơ ấu. Nên tôi đề nghị với các bạn một việc hết sức bình thường và tự nhiên. Xin hãy chỉ ăn những gì nảy sinh từ lòng đất.